cứ chở sang đây anh lấy hết. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở khu vực ngã ba Cầu Trắng, Phong Vân quý nha. Thời điểm tại là 7 rưỡi rồi. Và hôm nay bà con cực kỳ khó bán, kiểu gần như là bị ế hàng đây rồi. Giờ giá mấy nghìn thôi. Đây xem là xem mấy nghìn, bây giờ vải đây mấy nghìn đây. Mấy nghìn cái loại này bây giờ? 10.000 2 cân đây ạ. 10.000 2 cân à? Ế hả? Hôm nay mua hộ mà con nhân dân. Đúng rồi, hôm nay mua hộ thật rồi. Và thưa quý vị các bạn, vải này đang bị ế đây này. Đấy, 7 rưỡi bà con không bán được vải đây. Vải số 6 mấy nghìn một cân đó. Và buổi sáng hôm nay ngày rằm có bán. Vải hôm nay rẻ quá, chán rồi bà con, chán rồi. Vâng, đây một số bà con đi bán thì không bán được đây quý vị đây. Vẫn đang chờ bán nhưng khó bán. Năm sáu bảy nghìn. Ôi vải đẹp này. Vải đẹp đi bán hoa sao đứng ở đây làm gì? Hả? Vải đẹp đi bán hàng hoa xuống biên sơn mà bán chứ. Mười hai à? Đây vải 12.000 đây các vị ơi. Có nhưng mà người ta không bán, nhưng mà vải đây là con hiện tại đang khó bán đây này. Còn mấy sọt đây không bán được. Trời nắng 8 giờ kém. Đây đang bị ế vải đây. Hôm nay ngày rằm nhưng mà bị ế vải. Sao vải lại khó mua khó bán thế nhỉ? Mi khai đây à? Trời nắng rồi. Chán rồi, giờ này chán rồi nhỉ. Giờ này vải không bán được nắng nóng này. Hôm nay nhiều vải này không cân thì chiều gặp mình cân đấy, cân nó đủ làm sao mà chiều cân hàng chiều làm gì? Nhà này nó thế, chủ này nó thế. Giờ nó không cho mua thì mình phải chịu. Thế chiều nó vẫn cứ đi lấy từng sọt đấy đúng không? Giờ vải đầy bà con không mua. Để mai nó ngon, hàng này mua để mai nó lại. Nhưng mà chiều hàng làm gì có hàng đẹp đâu, nó toàn hàng. Có hàng đẹp. Chiều toàn hàng ấy thôi chứ làm gì có hàng đẹp đâu. Chiều qua chưa làm chả. Bao nhiêu? Sáu. À. Đổ vào tay, xem rõ. Tôi mua đây vẫn 89. Đổ về một đống. Đẹp xì phải không? Đẹp xì. Vậy vậy ngọt chứ làm như Thanh Hà. Nó to như Thanh Hà ấy. Tức là thưa thưa cảnh. Vâng, trời nắng rồi quý vị ơi. Các bạn đi học về đây. Vào đấy.
Chờ váng giờ sợ họ cũng đi về rồi. Và này vài một số bà con ra đây bán thì giờ chưa bán được đây. Nghiên cứu kiểu gì? Cần nghiên cứu. Cứ đứng thôi, không chưa bán được, cứ đứng thôi. Vâng, những vải bà con ra đây giờ rất là khó bán quý vị ạ. Không quay nữa, chán không? Chán rồi, vải ế rồi. Vâng, vải bà con giờ thì là khó bán đây, hôm nay rất là khó bán các bạn nhé, hôm nay giảm. Rẻ. Giá cả rẻ. Thank you.